Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào 15 giờ mỗi thứ sáu hàng tuần trên fanpage Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Thưa quý vị và các bạn, chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế được phát sóng hàng tuần và được nhận được rất nhiều sự quan tâm từ quý vị khán giả. Với mỗi số phát sóng, chúng tôi luôn cố gắng mang đến cho quý vị các chủ đề thật hữu ích và cần thiết, góp phần nâng cao và cải thiện cuộc sống của mọi người. Với sự tư vấn từ các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, chúng tôi luôn mong muốn sẽ có thể giải đáp được tất cả các thắc mắc mà quý vị và các bạn đang mắc phải. Thưa quý vị và các bạn, túi mật là một cấu thành của hệ thống đường dẫn mật, có vai trò tham gia điều hòa bài tiết mật và tiêu hóa thức ăn. Các bệnh lý lành tính túi mật tương đối phổ biến và có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Nếu không được điều trị kịp thời và hợp lý, có thể gây ra các biến chứng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến đây Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thành Phúc, Phó trưởng bộ môn giải phẫu phẫu thuật thực hành Trường Đại học Y Dược Đại học Huế, bác sĩ điều trị tại khoa ngoại tiêu hóa Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế để chia sẻ đến quý vị chủ đề cập nhật phác đồ xử trí các bệnh lý lành tính túi mật. Vâng, xin chào bác sĩ. Rất vui được gặp bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào quý vị khán giả của chương trình. Xin chào Thanh Thủy. Thưa quý vị và các bạn, trước khi bước vào phần trình bày của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thành Phúc, thì Thanh Thủy xin được lưu ý với quý vị là nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc gì có thể bình luận ngay dưới sóng livestream của chương trình để có thể nhận được sự tư vấn từ bác sĩ. Và đừng quên like và share livestream này về trang cá nhân của mình để có thể giúp đỡ mọi người có thể tiếp cận với nguồn thông tin hữu ích này nhé. Vâng, thưa bác sĩ, thì từ túi mật là một từ rất phổ biến đối với các người trong ngành y như chúng ta, nhưng có thể đối với một số khán giả không ở trong ngành thì mọi người sẽ không chưa thể xác định được là túi mật nằm ở vị trí nào cũng như là vai trò của nó ra sao. Thì bác sĩ có thể chia sẻ với mọi người hay không ạ? Vâng, cảm ơn Thanh Thủy. Như chúng ta đã biết thì túi mật nó là một túi nhỏ, nó có lê kích thước khoảng 3 đến 8 cm. Nó là cơ quan thuộc về hệ tiêu hóa. Vị trí của túi mật thì nó nằm ngay dưới gan ở bên phải của bụng của chúng ta. Dịch mật thì nó được gan tiết ra một ngày trung bình khoảng 500 đến 1000 ml, và như vậy thì nó đi theo đường dẫn mật trong gan, ngoài gan, rồi sau đó tiếp tục nó xuống ống gan, ống mật chủ, xuống ruột để góp phần vào việc tiêu hóa thức ăn. Thì như vậy thì chúng ta biết được thì quá trình túi mật thì nó sẽ giúp cho việc dự trữ và cô đặc dịch mật. Thì khi chúng ta ăn vào như vậy thì túi mật nó sẽ được co bóp để đẩy dịch mật nó qua đường mật vào ruột và giúp tiêu hóa thức ăn. Thì đặc biệt đó là nó tiêu hóa các cái chất đặc biệt là tăng chất béo hoặc là các cái vitamin nó tăng trong dầu như A, D, D, E, K. Như vậy thì nó sẽ giúp cho việc tiêu hóa thức ăn. Dạ vâng, vậy bác sĩ như thế nào thì được gọi là các bệnh lý lành tính túi mật, và bệnh lý lành tính túi mật thì bao gồm các bệnh gì ạ? Các bệnh lý lành tính của túi mật thì đó là chính là các cái bệnh lý nó ở túi mật và nó không có khả năng gây ung thư. Tuy nhiên thì các bệnh lý lành tính của túi mật thì nó có các cái triệu chứng và các cái biến chứng của nó có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Ngoài ra thì một số nhỏ thì nó có tỷ lệ nó sẽ có thể dẫn đến ác tính về sau. Các bệnh lý lành tính của túi mật thì chúng ta gồm có đó là polyp túi mật, sỏi túi mật, viêm túi mật cấp do sỏi, viêm túi mật cấp không do sỏi, áp xe túi mật, hoại tử túi mật, xoắn túi mật, rồi teo túi mật, vân vân. Thì như vậy thì đối với bệnh lý lành tính túi mật thì polyp túi mật và sỏi túi mật là một trong những bệnh thường gặp của bệnh lý lành tính của túi mật. Dạ vâng, hẳn là quý vị khán giả cũng đang thắc mắc là các bệnh lý này có triệu chứng gì và điều trị như thế nào, thì bác sĩ có thể chia sẻ với mọi người để mọi người có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này ạ? Dạ vâng. Về bệnh lý polyp túi mật thì chúng ta biết polyp túi mật đó là các cái tổn thương ngày dạng u hoặc là già u trên bề mặt phát triển trên bề mặt niêm mạc của túi mật. Thì chúng ta có về nhà polyp túi mật già u đó là polyp túi mật cholesterol, polyp viêm và polyp tăng sản là các cái u cơ tuyến và túi mật. Thì cái nhóm này như vậy người ta xếp nó vào dạ đó là nhóm già polyp. Thì những cái polyp này thì nó lành tính và nó không có thể gây ung thư. Nhóm thứ hai đó là những polyp mà dạng u,
đó là u tuyến, nó thường hay gặp trong nhóm này, u xơ, u mỡ, u cơ trơn, cái này tôi nói hiếm gặp. Thì trong các polyp tuyến mật thì polyp tuyến mật cholesterol là thường hay gặp nhất, và như tôi nói trên thì nó lành tính và không gây ung thư và không gây ác tính. Và chúng ta chú ý đối với trường hợp đó là u tuyến, u xơ, mỡ và u cơ trơn. Và trong quá trình điều trị về phẫu thuật thì chúng ta đặc biệt chú ý đối với các polyp này, đó là các polyp dạng u. Về triệu chứng của polyp tuyến mật thì như vậy thì phần lớn thì các cái polyp tuyến mật thì nó không gây ra triệu chứng. Và đôi khi một số trường hợp thì có đau tức nhẹ ở vùng hạ xương phải hoặc là vùng thượng vị. Đôi khi thì có buồn nôn, khó tiêu, đầy bụng. Tuy nhiên cái triệu chứng này như vậy thì nó sẽ dễ nhầm lẫn với các cái triệu chứng khác của bệnh lý ở đường mật và các bệnh lý thiếu hóa khác. Và những cái triệu chứng này đôi khi nó thoáng qua và nó tự hết. Chính vì như vậy nên bệnh nhân sẽ chủ quan và không đi khám để kiểm tra. Về nguyên nhân của polyp tuyến mật thì hiện nay thì người ta chưa thấy lại rõ về nguyên nhân của polyp tuyến mật. Thì người ta chỉ thấy được rằng có các yếu tố nguy cơ nó dễ dẫn đến hình thành polyp tuyến mật. Đó là do thói quen ăn uống thiếu khoa học. Như vậy thì chúng ta ăn nhiều chất béo, các thức ăn giàu cholesterol như là phô mai, rồi là các cái nội tạng của động vật, rồi lòng đỏ của trứng, ít ăn các chất rau củ quả, như vậy ăn nhiều mỡ động vật vân vân. Rồi những trường hợp là béo phì, đái tháo đường, rồi mỡ máu cao. Trường hợp bệnh nhân có các cái bệnh lý về gan mật, chức năng gan mật kém, viêm gan do virus, rồi viêm xơ đường mật nguyên phát, rồi bệnh nhân mắc sỏi mật, thì những cái trường hợp này thì nó có nguy cơ mắc polyp tuyến mật cao hơn so với những người khác. Và về chẩn đoán của polyp tuyến mật thì như lúc này tôi đã nói, như vậy thì triệu chứng thì đôi khi là bệnh nhân là không có triệu chứng, và các triệu chứng có thể nó mơ hồ thoáng qua và đôi khi nó tự khỏi. Chính vì vậy nên đa số polyp tuyến mật thì được phát hiện tình cơ khi chúng ta đi khám sức khỏe định kỳ. Thì đối với chẩn đoán polyp tuyến mật thì chúng ta cần đến các cái cơ sở y tế gặp các cái bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám, để được siêu âm bụng. Thì siêu âm bụng đây là một cái xét nghiệm mà được sử dụng để mà chẩn đoán polyp tuyến mật, nó có giá trị cao trong chẩn đoán. Ngoài ra thì nó có các cái cơ sở y tế và nó rẻ tiền và chúng ta có thể sử dụng nó để mà kiểm tra định kỳ thường xuyên. Ngoài ra thì chúng ta có thêm các cái phương tiện khác, đó là siêu âm nội soi, chụp các lớp vi tính, rồi là chụp cộng hưởng từ, các cái xét nghiệm về máu, chức năng gan mật. Như vậy thì để giúp cho chúng ta chẩn đoán polyp, rồi chẩn đoán phân biệt polyp tuyến mật với các cái bệnh lý khác ở trong đường mật, rồi bệnh lý đường tiêu hóa, cũng như đánh giá về chức năng của tuyến mật. Về điều trị polyp tuyến mật thì điều trị polyp tuyến mật thì thường thì chúng ta sẽ chia hai nhóm, đó là nhóm phẫu thuật và nhóm không phẫu thuật. Đối với nhóm phẫu thuật thì như vậy thì phẫu thuật cắt tuyến mật thì chúng ta có phẫu thuật cắt tuyến mật hở, phẫu thuật nội soi cắt tuyến mật. Thì đối với phẫu thuật cắt tuyến mật thì phẫu thuật nội soi đó là một cái phương pháp mà được sử dụng vì nó an toàn, nó hiệu quả. Và như vậy thì nó về mặt thẩm mỹ thì nó cao hơn, bệnh nhân thì máu phục hồi. Như vậy thì đối với trường hợp trên màn hình quý vị đang nhìn thấy, thì như vậy thì chúng ta thấy được là chúng tôi sử dụng các cái vết rạch nhỏ ở trên da của bệnh nhân. Như vậy chúng tôi đưa các thông qua đó, chúng tôi đưa các cái phương tiện dụng cụ vào để phẫu tích và cắt tuyến mật. Thì tuyến mật sau khi được cắt bỏ thì được lấy ra ngoài và gửi làm xét nghiệm để chẩn đoán về bản chất của nó như thế nào để có hướng xử trí tiếp theo cho bệnh nhân. Và vì cái phẫu thuật vết rạch nhỏ, thời gian phẫu thuật nhanh như vậy thì là phục hồi nhanh, tầm khoảng 2-3 tuần thì quý vị là có thể ra viện, và 1-3 tuần thì chúng ta có thể quay trở lại sinh hoạt như bình thường. Ngoài ra hiện nay thì người ta còn có phẫu thuật cắt tuyến mật bằng robot. Tuy nhiên thì phẫu thuật cắt tuyến mật bằng robot thì đây kỹ thuật nó cao, đòi hỏi chi phí lớn, và như vậy thì còn có phẫu thuật viên có kinh nghiệm để điều khiển cái hệ thống này. Hiện nay thì ít sử dụng, chỉ được sử dụng các cái trung tâm kỹ thuật lớn. Còn đối với nhóm không phẫu thuật thì không phẫu thuật có nghĩa là gì? Không phẫu thuật ở đây đó là có thể những bệnh nhân có polyp tuyến mật
có chỉ định phẫu thuật nhưng vì lý do nào đó mà không thể phẫu thuật được, như bệnh nhân có bệnh lý về tim mạch, nguy cơ tim mạch cao chẳng hạn, như vậy thì chống chỉ định về phẫu thuật, hoặc là bệnh nhân chưa sẵn sàng để phẫu thuật như vậy, hoặc là những trường hợp mà trong nhóm này đó là những trường hợp mà polyp thủy mật mà chưa có chỉ định phẫu thuật. Thì nếu như vào nhóm không phẫu thuật như vậy thì chúng ta cần phải đó là thay đổi thói quen ăn uống. Chúng ta nên ăn rau, củ, quả giàu chất xơ như su hào, cải bắp, các loại hoa quả giàu vitamin B, C, D, E như là cam, là táo. Rồi các loại chất béo có nguồn gốc từ thực vật như dầu nành, ô liu, dầu lạc. Và chúng ta không nên ăn các đồ thức ăn chiên, rán, thức ăn nhanh, thức ăn thực phẩm giàu cholesterol như nội tạng động vật như lòng đỏ trứng. Và ngoài ra thì rất là quan trọng đối với cái nhóm này đó là chúng ta cần phải theo dõi tái khám định kỳ để phát hiện các cái biến chứng và các cái nguy cơ của polyp thủy mật. Về chỉ định phẫu thuật cắt thủy mật đối với bệnh lý polyp thủy mật, đó là đối với những bệnh nhân mà có polyp thủy mật là có triệu chứng. Thì những bệnh nhân có polyp thủy mật mà có triệu chứng thì những bệnh nhân này nó có nguy cơ dẫn đến các cái biến chứng nguy hiểm và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Ngoài ra thì người ta thấy rằng nó có nguy cơ ác tính về sau. Và nhóm thứ hai đó là nhóm polyp thủy mật mà kích thước trên 10 mm, thì đối với những cái polyp mà kích thước trên 10 mm thì nguy cơ nó ác tính cao nên người ta khuyên là nên phải phẫu thuật cắt bỏ thủy mật. Và ngoài ra thì trước đây thì những trường hợp mà đã polyp thủy mật thì người ta khuyên nên cắt bỏ, nhưng hiện nay thì chúng ta có sự thay đổi, đó là đối với những trường hợp mà đã polyp hay là nhiều polyp ở trong thủy mật thì người ta chỉ dựa vào đó là kích thước của polyp lớn nhất mà thôi. Và như vậy thì nếu có kích thước nó lớn hơn 10 mm thì chúng ta có chỉ định phẫu thuật. Ngoài ra thì chúng ta có một cái nhóm nữa, đó là nhóm polyp thủy mật mà không có triệu chứng và polyp thủy mật là dưới 10 mm. Đối với những trường hợp này thì chúng ta làm gì? Đối với trường hợp này, như vậy chúng ta đánh giá là trong này là chúng ta có 4 yếu tố nguy cơ. Thì 4 yếu tố nguy cơ này đó là những nguy cơ mà ung thư, như vậy thì chúng ta có nguy cơ gì? Thứ nhất đó là về tuổi, trên 50 tuổi, nguy cơ về mắc bệnh viêm xơ đường mật nguyên phát, nguy cơ về chủng tộc, chúng ta có dân tộc Ấn, hoặc là nguy cơ là chúng ta có polyp mà polyp không cuống, bao gồm luôn cả thành thủy mật, nó dài khu trụ trên 4 mm. Thì đối với cái nhóm nguy cơ này thì như vậy thì chúng ta chia nó thành hai cái nhóm nhỏ, đó là có một trong các yếu tố nguy cơ trên. Thì có trong một trong các yếu tố nguy cơ trên, nếu như chúng ta kiểm tra chúng ta thấy polyp thủy mật kích thước nó 6 đến 9 mm thì người ta khuyên là nên phẫu thuật. Trong cái nhóm có một trong các yếu tố nguy cơ, nếu như polyp kích thước nó dưới 6 mm thì như vậy thì chúng ta theo dõi kiểm tra sau 6 tháng, sau 1 năm, hàng năm, và chúng ta theo dõi trong 5 năm. Còn đối với nhóm mà không có các yếu tố nguy cơ trên, như vậy thì trên 50 tuổi viêm xơ đường mật nguyên phát, chúng ta ấn hay là polyp không cuống, thì như vậy thì những cái polyp thủy mật mà 6 đến 9 mm thì chúng ta chỉ theo dõi 6 tháng, 1 năm và hàng năm trong vòng 5 năm. Còn đối với polyp thủy mật mà dưới 6 mm, như vậy thì chúng ta nên theo dõi kiểm tra định kỳ 1 năm, 3 năm và 5 năm. Thì trong quá trình chúng ta theo dõi thì chúng ta đánh giá như thế nào? Thì khi chúng ta theo dõi thì nếu như kích thước của polyp thủy mật nó tăng hơn so với lần kiểm tra trước, đó là lớn hơn hoặc bằng 2 mm, hoặc là polyp thủy mật kích thước nó đạt 10 mm hoặc trên 10 mm, như vậy thì chúng ta có chỉ định phẫu thuật cắt thủy mật. Còn đối với những trường hợp mà khi chúng ta kiểm tra polyp thủy mật nó biến mất và chúng ta không thấy polyp ở trong thủy mật nữa, như vậy thì chúng ta ngừng theo dõi. Bây giờ tôi có bệnh lý tiếp theo, đó là về sỏi thủy mật. Sỏi thủy mật thì đó là những cái mảnh rắn hình thành ở trong thủy mật, và số lượng thì nó có thể hàng trăm, một cho đến hàng trăm viên. Thì kích thước của nó thì nó có thể nhỏ như hạt cát cho đến nó lớn như quả bóng gôn, như vậy kích thước có thể lên đến 4,2 cho đến 5 cm. Và có hai loại sỏi thủy mật chính, đó là sỏi cholesterol và sỏi sắc tố mật. Như vậy đây là các cái thành phần nó có ở trong dịch mật. Thì đối với sỏi thủy mật thì nguyên nhân của sỏi thủy mật thì hiện nay thì người ta thấy rằng nó chưa có nguyên nhân rõ ràng về sỏi thủy mật. Tuy nhiên thì có những cái trường hợp nguy cơ cao nó mắc sỏi thủy mật. Đó là gì? Đó là thứ nhất đối với về giới thì đó là nữ giới. Thì thường nó hay gặp hơn nam. Vì sao người ta nói rằng đó là nữ giới do có nồng độ hormone estrogen. Thì chính estrogen nó làm tăng tiết cholesterol qua gan vào đường mật, như vậy thì dẫn đến nguy cơ dễ hình thành sỏi.
Đối với phụ nữ có thai như vậy thì lại có như nồng độ progesterone nó cao, như vậy thì nó lại giảm có bóp của tuổi mật, như vậy dễ dẫn đến ứ trệ tuổi mật, dẫn đến dễ hình thành nến sỏi. Rồi ngoài ra thì chúng ta có đó là những trường hợp trên 40 tuổi, trường hợp béo phì, bệnh đái tháo đường, tăng mỡ máu, thì đây là các bệnh cảnh trong cái hội chứng chuyển hóa. Và những trường hợp này thì nó gây ứ trệ mật, dễ gây tăng cholesterol qua đường mật, như vậy thì nó dễ hình thành đến sỏi. Rồi chúng ta có các trường hợp như ăn thức ăn giàu mỡ, giàu cholesterol, rồi chất xơ, giảm cân nước nhanh. Thì giảm cân nước nhanh này thì chúng ta chú ý gì? Nó có một số trường hợp là chúng ta không kiêng, hoặc là chúng ta phẫu thuật cắt dạ dày. Như vậy thì những trường hợp này, như vậy thì chúng ta đã hạn chế năng lượng và chất béo nghiêm trọng. Như vậy thì dẫn đến nó gây nó ứ trệ tuổi mật và dẫn đến dễ hình thành đến sỏi tuổi mật. Ngoài ra thì trong quá trình chúng ta sử dụng một số các cái loại thuốc, ví dụ như thuốc tránh thai. Thì đối với thuốc tránh thai, một số loại thuốc tránh thai nó chứa lượng estrogen nó cao. Như vậy thì nó cũng tăng tiết cholesterol qua gan và đường mật, dễ dẫn hình thành đến sỏi. Rồi các cái thuốc về giảm mỡ máu. Như vậy thì các cái thuốc về giảm mỡ máu này thì nó là tăng thải cholesterol qua gan, đường mật, như vậy thì dễ nguy cơ hình thành đến sỏi. Ngoài ra thì một số trường hợp đó là mắc các cái bệnh viêm đường ruột như là bệnh Crohn, bệnh viêm loét đại tràng hoặc là cắt đoạn cuối hồ tràng. Thì bệnh lý Crohn này, bệnh lý thường hay xảy ra viêm đoạn cuối hồ tràng. Thì dịch mật trong thành phần của nó có muối mật, và muối mật thì 90%. Như vậy thì nó sẽ được tái hấp thu trở lại, nó được tái hấp thu trở lại ở đoạn cuối hồ tràng. Chính như vậy thì đối với những bệnh nhân của bệnh lý này thì như vậy thì tỷ lệ hấp thu nó thấp, và như vậy thì nồng độ muối mật ở hàm lượng muối mật ở bên trong dịch ở dịch mật thì nó sẽ giảm xuống, và như vậy thì dễ hình thành đến các cái dạng sỏi. Ngoài ra thì đối với người Á Đông, người Việt Nam chúng ta thì có một yếu tố nguy cơ nữa, đó là nhiễm ký sinh trùng. Như vậy các cái sản là gan hoặc là dung đùa thì các loại này, như vậy thì nó sẽ dễ nguy cơ là làm tắc nghẽn đường mật, gây sơ hóa đường mật, ngoài ra gây nhiễm trùng, và như vậy thì đó là yếu tố thuận lợi để hình thành đến sỏi tuổi mật. Về triệu chứng của sỏi tuổi mật thì bệnh nhân thì phần lớn thì không có triệu chứng. Như vậy thì nó tương tự giống như polyp tuổi mật vậy. Thì thỉnh thoảng một số trường hợp thì là có đau ở mỹ ở hạ xương phải, đau thượng vị lan ra sau lưng và lên vai phải. Thì như vậy thì cơn đau này thì thường nó kéo dài khoảng vài phút hoặc là vài giờ, và có thể xảy ra bất cứ vào lúc nào trong ngày, và đôi khi nó xảy ra sau bữa ăn giàu mỡ hay là bữa ăn no. Cái triệu chứng nôn và buồn nôn, khó tiêu, đầy bụng, thì những triệu chứng này thì đôi khi chúng ta dễ nhầm lẫn với các cái triệu chứng khác của bệnh lý đường mật cũng như các bệnh lý về đường tiêu hóa. Ngoài ra thì bệnh nhân có các triệu chứng như đau quặn dữ dối, sốt, vàng da. Thì đối với trường hợp này như vậy thì có thể là do sỏi đã gây ra các cái biến chứng cũng như là có thể là kèm theo tổn thương các cái cơ quan. Thì đối với trường hợp này thì chúng ta cần phải làm thêm các cái xét nghiệm để chúng ta chẩn đoán sỏi tuổi mật, chẩn đoán phân biệt với các bệnh lý khác cũng như là các cái biến chứng để mà tìm các cái phương pháp điều trị phù hợp cho bệnh nhân. Về chẩn đoán thì như vậy thì chúng ta cũng sỏi tuổi mật thì thăm khám, rồi chúng ta làm các cái xét nghiệm đó là siêu âm bụng, rồi siêu âm nội soi, như vậy thì chúng ta biết được nó là về hình dạng, rồi kích thước, rồi chúng ta kết hợp thêm các cái phương pháp kỹ thuật cao nữa, đó là chụp các lớp vi tính, rồi chụp cộng hưởng từ, đặc biệt là chụp cộng hưởng từ về mật tụy, rồi nội soi mật tụy ngược dòng, rồi các cái xét nghiệm công thức máu, chức năng gan mật, rồi đánh giá chức năng của tuổi mật. Thì các cái xét nghiệm này nó sẽ phối kết hợp với nhau, như vậy thì để giúp cho chúng ta chẩn đoán sỏi tuổi mật như tôi đã nói lúc nãy, và để chẩn đoán phân biệt với các cái bệnh lý khác, và ngoài ra thì tìm các cái biến chứng của tuổi mật để tìm phương án điều trị tốt nhất. Và chính vì như vậy nên là chúng ta cần phải đến gặp các cái bác sĩ chuyên khoa về tiêu hóa cũng như là đến các cái trung tâm y tế lớn uy tín để mà thực hiện các cái xét nghiệm này. Về biến chứng của sỏi tuổi mật, thì như vậy thì biến chứng của sỏi tuổi mật thì chúng ta có các cái biến chứng đó là viêm tuổi mật cấp, rồi hoại tử tuổi mật, thủng tuổi mật, viêm phúc mạc mật. Thì như vậy thì quý vị thấy ở trên màn hình, như vậy thì chúng ta có sỏi ở trong tuổi mật, như vậy thì nó có thể di chuyển từ tuổi mật đi xuống đường dẫn mật, rồi đi xuống ruột.
Thì những cái viên sỏi nhỏ như vậy thì nó có thể đi một cách thuận lợi, dễ dàng có thể đó quý vị. À, tuy nhiên thì có một số trường hợp như vậy viên sỏi nó có thể tắc lại ở tại cổ tử mật, nó có thể gây ra viêm tử mật cấp và từ đó dẫn đến hoại tử tử mật, thủng tử mật. À, rồi quá trình nó thể thủng rồi nó gây lan dịch mật nó vào ổ bụng, nó gây ra viêm phúc mạc mật. Những trường hợp này nặng và có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra thì sỏi nó có thể đi vào đường mật thì nó có thể gây tắc nghẽn đường mật như là sỏi ống mật chủ, gây tắc đường mật, gây nhiễm trùng đường mật, rồi tắc nghẽn ống tụy, tắc nghẽn tại ngã ba của tụy và mật, gây viêm tụy cấp do sỏi. Ngoài ra thì cũng có gặp đó là trường hợp đó là tắc ruột, như vậy thì viêm sỏi nó đi vào trong màng lòng của ống tiêu hóa và trên quá trình đi như vậy thì nó có thể kết và nó gây tắc ruột. Trường hợp này thì hiếm xảy ra. Ngoài ra nữa thì sỏi tụy mật nó không gây ra các cái biến chứng đó là nhiễm trùng đường mật, nhiễm khuẩn huyết và có thể dẫn đến tử vong. Và một số trường hợp thì sỏi tụy mật thì nó sẽ dẫn đến đó là ung thư tụy mật. Thì đặc biệt là đối với những cái viên sỏi mà kích thước hoặc là lớn hơn bằng 1 cm, hoặc những viên sỏi mà càng lớn như 2 cm hoặc là 3 cm thì nguy cơ ác tính là càng cao. Và một số nghiên cứu thì người ta nói rằng nếu như sỏi mà trên 3 cm thì nguy cơ ác tính nó cao gấp 10 lần đối với sỏi 1 cm. Về điều trị sỏi tụy mật, thì điều trị sỏi tụy mật thì chúng ta có gì? Chúng ta có đó là nhóm phẫu thuật và nhóm không phẫu thuật. Thì như vậy thì ở đây đối với nhóm chúng ta có chỉ định phẫu thuật, đó là chúng ta phẫu thuật cắt tụy mật thì cũng phẫu thuật cắt tụy mật hở, phẫu thuật cắt nội soi hoặc là phẫu thuật cắt tụy mật bằng robot. Ngoài ra thì như vậy thì còn có phương pháp đó là tán sỏi, thì dùng tán sỏi ngoài cơ thể. Thì phương pháp tán sỏi này thì như vậy thì nó về chỉ định thì nó không rộng rãi, và như vậy thì nó chỉ những cái viên sỏi nhỏ. Tuy nhiên thì khi tán sỏi chúng ta sử dụng phương pháp này như vậy thì nó còn có các cái nguy cơ các cái biến chứng, ví dụ như sỏi nó chạy vào trong đường mật, nguy cơ các cái tái biến và biến chứng của cái phương pháp tán sỏi này. Và hiện nay thì như vậy phương pháp này thì còn được nghiên cứu thêm và được sử dụng ở một số trung tâm. Tuy nhiên thì không phải sỏi tụy mật loại nào chúng ta cũng tán được cả. Chính vì như vậy nên gần này thì ít sử dụng. Và hiện nay thì như lúc này tôi nói đối với phẫu thuật tụy mật thì ưu tiên đối với phẫu thuật cắt tụy mật đó là chúng ta sử dụng phẫu thuật nội soi cắt tụy mật. Ngoài ra thì trong điều trị phẫu thuật đối với sỏi tụy mật thì chúng ta còn có phối hợp thêm các cái phương pháp khác, đó là nội soi mật tụy ngược dòng để lấy sỏi ống mật chủ hoặc là sỏi ống tụy, kèm thêm là chúng đến trường hợp có viêm tụy cấp thì chúng ta điều trị viêm tụy cấp cho bệnh nhân. Đó là những trường hợp mà có biến chứng của sỏi nó gây tắc đường mật và sỏi ống mật chủ hay là tắc ống tụy gây ra viêm tụy cấp. Còn đối với nhóm mà không phẫu thuật thì nó tương tự như đối với phẫu thuật tụy mật. Thì ở trong nhóm này thì có những cái trường hợp nào? Đó là thứ nhất, đó là bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật, tuy nhiên không có, nhưng tuy nhiên thì vì nguyên nhân chủ quan khách quan, ví dụ như như vậy thì nó có chống chỉ định cho việc phẫu thuật, đó là nguy cơ tim mạch cao chẳng hạn, hoặc là bệnh nhân chưa sẵn sàng để mà chịu một cái cuộc phẫu thuật, như vậy thì chúng ta sẽ vào cái nhóm này không phẫu thuật. Rồi một số trường hợp thì như vậy thì sỏi tụy mật nhưng mà không có chỉ định phẫu thuật. Thì như vậy thì đối với nhóm này thì chúng ta cần phải làm gì? Đối với nhóm này như vậy thì chúng ta cần phải thay đổi thói quen ăn uống, chế độ sinh hoạt, và hoặc ví dụ một số trường hợp thì chúng ta cũng chú ý sử dụng các loại thuốc, ví dụ như thuốc tránh thai. Thì những trường hợp mà sử dụng các loại thuốc tránh thai mà chữa estrogen như vậy chúng ta cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ sản khoa, chúng ta có thể thay đổi các cái biện pháp tránh thai khác. Rồi những trường hợp mà sử dụng các cái thuốc mà làm giảm mỡ máu như vậy thì chúng ta cũng cần phải chú ý để điều chỉnh. Như vậy thì chúng ta cần phải liên hệ với bác sĩ điều trị của mình để được tư vấn và điều trị cho nó thích hợp. Ngoài ra nữa thì đối với nhóm này thì người ta khuyên là có thể sử dụng một số các loại thuốc mà làm tán sỏi. Thì trên thị trường thì hiện nay như vậy thì có hai cái loại mà người ta thường hay sử dụng, đó là Kenodion và Usodion. Thì đây là hai cái loại thuốc mà nó có thành phần đó là axit mật, và như vậy thì nó giúp bài tiết cholesterol, nó làm giảm cái sự tích tụ kết hạt cholesterol để hình thành nên sỏi, và ngoài ra thì nó làm tăng lưu lượng của dịch mật. Thì chính như những thuốc như vậy thì nó là có hiệu quả đối với một số trường hợp, ví dụ như là các cái viên sỏi kích thước nhỏ hoặc là sỏi cholesterol.
Tuy nhiên đối với các cái sỏi canxi hoặc là các cái sỏi sắc tố mật thì vai trò của nó thì không được hiệu quả. Và trường hợp nữa là đối với khi chúng ta sử dụng các cái thuốc mà làm tăng sỏi này, như vậy thì liệu trình điều trị nó kéo dài, đôi khi chúng ta sử dụng nó trong vòng 1 tháng, 2 tháng, 1 năm và có thể là kéo dài tầm 2 năm. Và một cái điều đặc biệt nữa đó là sau khi chúng ta sử dụng thuốc này, chúng ta ngưng liệu trình thì nguy cơ chúng ta có thể bị tái phát sỏi trở lại. Chính vì như vậy nên việc mà sử dụng thuốc làm tăng sỏi này thì chúng ta cần phải có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa, cũng như là chúng ta cần phải khám và một cách cẩn thận trước khi chúng ta sử dụng nó. Rồi phần quan trọng đối với cái nhóm này nữa đó là chúng ta cần phải theo dõi tái khám định kỳ hàng năm hoặc là khi chúng ta có các cái triệu chứng để tránh các cái biến chứng có thể xảy ra. Thì về chẩn đoán phẫu thuật cắt túi mật thì như vậy thì đối với chỉ định phẫu thuật cắt túi mật thì chúng ta chỉ định đối với các nhóm nào? Thứ nhất đó là nhóm mà sỏi túi mật mà nó có triệu chứng, như vậy thì nó cũng tương tự giống như hợp polyp túi mật thì nó có triệu chứng thì người ta khuyên nên phẫu thuật cắt túi mật. Thì nhóm thứ hai đó là nhóm sỏi túi mật mà có kích thước trên lớn hơn bằng 10 mm, như lúc này tôi nói, như vậy thì lớn hơn bằng 10 mm thì nó có nguy cơ ung thư túi mật về sau. Và những viên sỏi càng lớn thì nguy cơ nó càng cao. Người ta thấy rằng sỏi mà 30 mm thì nguy cơ ung thư nó cao gấp 10 lần đối với sỏi 10 mm. Ngoài ra thì các cái nhóm về sỏi túi mật mà không có triệu chứng và kèm theo đó là kích thước là dưới 10 mm, thì đối với cái nhóm này như vậy thì chúng ta tùy vào từng trường hợp mà chúng ta có chỉ định thích hợp cho bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân có sỏi túi mật mà không có triệu chứng, kích thước sỏi nhỏ mà kèm theo polyp túi mật, thì như vậy thì thường thì người ta có chỉ định phẫu thuật cắt túi mật là dựa vào mà polyp túi mật. Ví dụ như là polyp túi mật mà kích thước mà lớn hơn hoặc bằng 10 mm, như vậy thì chúng ta có chỉ định phẫu thuật cắt túi mật. Hoặc là những trường hợp mà sỏi túi mật không có triệu chứng mà kèm theo đó các bệnh lý về gan như viêm xơ đường mật nguyên phát rồi kèm polyp túi mật thì người ta cũng khuyên nên phẫu thuật cắt túi mật. Hoặc đôi khi một số trường hợp thì đó là túi mật sứ, thì túi mật sứ thì trước đây thì người ta chỉ định rộng rãi đó là cắt túi mật nội soi đối với trường hợp túi mật sứ. Tuy nhiên hiện nay thì chỉ định nó là hạn chế và chỉ trường hợp những túi mật sứ không có triệu chứng thì người ta không can thiệp, chỉ can thiệp những trường hợp có triệu chứng. Và đối với những cái trường hợp này, như vậy thì chúng ta cần phải đi khám, đi làm các cái xét nghiệm và sẽ được hội chẩn các bác sĩ chuyên khoa nội khoa, nội khoa tiêu hóa, ngoại khoa tiêu hóa, rồi các bác sĩ can thiệp và chẩn đoán ngành để tìm ra cái phương án điều trị theo dõi và điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Bây giờ chúng ta qua phần tiếp theo, đó là chúng ta điều trị đối với viêm túi mật cấp do sỏi. Thì viêm túi mật cấp do sỏi thì cái này nó có thể là biến chứng của sỏi túi mật. Như vậy thì chúng ta có các cái hướng để điều trị đối với tình huống viêm túi mật cấp do sỏi như thế nào. Đó thứ nhất đó là chúng ta điều trị nội khoa ban đầu. Như vậy thì chúng ta sử dụng các loại kháng sinh phổ rộng, rồi có thể phối hợp rồi nâng cao thể trạng kết hợp đó thì chúng ta làm các cái xét nghiệm thăm khám, làm các cái xét nghiệm cần lâm sàng hỗ trợ để đánh giá các cái bệnh lý đi kèm, các cái bệnh lý đi kèm và để đánh giá khả năng phẫu thuật. Thì khi chúng ta điều trị nội khoa thì sau 48 tiếng chúng ta đánh giá trở lại nếu để xét phẫu thuật cắt túi mật sớm cho bệnh nhân. Trường hợp thứ hai đó là chuyện dẫn lưu túi mật. Thì dẫn lưu túi mật thì chúng ta có thể dẫn lưu túi mật qua da, dẫn lưu túi mật nội soi hoặc là hở. Dẫn lưu túi mật nội soi này là nội soi người ta đi theo đường mũi miệng, người ta vào theo hệ ống tiêu hóa để xuống dạ dày rồi xuống ở ruột non. Như vậy thì để người ta dẫn lưu dịch mật từ túi mật vào trong ruột non. Thì dẫn lưu túi mật này được sử dụng khi mà chúng ta điều trị nội khoa mà nó thất bại. Trong quá trình chúng ta dẫn lưu túi mật thì chúng ta đánh giá lại hôm 48 tiếng và xét để phẫu thuật cắt túi mật sớm cho bệnh nhân. Thì phẫu thuật cắt túi mật sớm cho bệnh nhân thì được chỉ định trong những trường hợp nào? Đó là trường hợp mà bệnh nhân có biến chứng như là hoại tử túi mật, thủng túi mật, viêm khí thủng túi mật, thì những cái này nó nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy thì chúng ta cần phải phẫu thuật trong môi trường cấp cứu. Rồi những trường hợp mà không có các cái biến chứng trên thì chúng ta cần phải phẫu thuật sớm trong vòng 72 giờ hay trong vòng 3 ngày, hoặc trong vòng 7 ngày từ lúc vào viện, hoặc trong vòng 10 ngày từ khi có triệu chứng khởi phát đầu tiên. Và đối với nhóm phẫu thuật cắt túi mật muộn thì chúng ta thực hiện phẫu thuật cắt túi mật muộn đối với một số trường hợp, đó là chúng ta thực hiện 6 tuần.
kể từ lúc có các biến có cái biểu hiện lâm sàng đầu tiên, trong trường hợp là chúng ta không thể thực hiện phẫu thuật cắt túi mật sớm. Ngoài ra thì đối với trường hợp này thì viêm túi mật cấp do sỏi thì có một số trường hợp thì người ta chỉ định đó là tán sỏi ngoài cơ thể, tuy nhiên thì tỷ lệ thất bại thì nó vẫn còn cao, thì cần phải nghiên cứu thêm về trường hợp này. Và về viêm túi mật cấp không do sỏi thì đối với viêm túi mật cấp mà không do sỏi, như vậy thì nguyên nhân của nó đó là do nhiễm khuẩn rồi có thể là do chấn thương. Thì đối với trường hợp này thì như vậy thì chúng ta điều trị như thế nào? Đầu tiên đó là điều trị nội khoa. Nội khoa thì chúng ta sử dụng kháng sinh phổ rộng cùng phối hợp cùng nâng cao thể trạng, cũng như là chúng ta làm các cái xét nghiệm để kiểm tra, chúng ta làm các cái để đánh giá tình trạng bệnh nhân có phẫu thuật hay không, các biến chứng có thể xảy ra như thế nào. Và nếu như điều trị nội khoa chúng ta đánh giá sau 24 đến 48 tiếng, thì trường hợp sau 24 48 tiếng chúng ta đánh giá bệnh nhân ổn định, rồi sau đó chúng ta tiếp tục theo dõi bệnh nhân ổn định, thì như vậy thì có thể cho bệnh nhân xuất viện mà không cần phải phẫu thuật cắt túi mật. Trường hợp thứ hai đó là chúng ta đặt vấn đề dẫn lưu túi mật. Dẫn lưu túi mật thì cũng có thể là qua da, hở hoặc là nội soi. Thì như vậy thì đối với trường hợp chúng ta điều trị nội khoa thất bại, như vậy thì chúng ta cần dẫn lưu túi mật. Thì dẫn lưu túi mật sau đó chúng ta đánh giá, như vậy thì những bệnh nhân ổn định thì chúng ta có thể làm cho bệnh nhân xuất viện mà tái khám mà cũng không cần phải phẫu thuật cắt túi mật. Với trường hợp thứ ba đó là trường hợp chúng ta những trường hợp nào mà viêm túi mật cấp mà không do sỏi thì chúng ta có chỉ định đó là phẫu thuật cắt túi mật. Thì chúng ta có chỉ định phẫu thuật cắt túi mật đó là những trường hợp mà nó có biến chứng hoại tử túi mật, thủng túi mật, viêm khí thủng túi mật mà như lúc này tôi đã nói nó có nguy hiểm, nó ảnh hưởng nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, như vậy thì chúng ta cần phải phẫu thuật trong môi trường cấp cứu. Hoặc là đối với những trường hợp mà không đáp ứng với điều trị sau dẫn lưu túi mật hoặc là sau điều trị nội khoa. Vâng, vậy là vừa rồi bác sĩ đã trình bày cho chúng ta biết được các triệu chứng cũng như là các phác đồ điều trị các bệnh lý lành tính tuyến túi mật. Thì qua phần trình bày của bác sĩ, chúng ta thấy được rằng nếu không được điều trị kịp thời và hợp lý sẽ gây ra các biến chứng và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Thì thưa bác sĩ, vậy bác sĩ có những lời khuyên nào gửi đến quý vị đang xem chương trình hay không ạ? Cảm ơn Thanh Thủy. Thì như vậy thì chúng ta lời khuyên dành cho quý vị đó là thứ nhất là chúng ta nên thực hiện ăn uống sinh hoạt khoa học. Chúng ta nên kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc là khi có các cái dấu hiệu bất thường. Nên nhập viện phẫu thuật khi có chỉ định phẫu thuật. Và cái quan trọng nữa đó là chúng ta đến khám, đến khám gặp các bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn, để được khám và điều trị chỉ định các cái xét nghiệm phù hợp với mình. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Xin cảm ơn phần trình bày vô cùng hữu ích của bác sĩ ạ. Hy vọng qua phần chia sẻ vừa rồi, quý vị sẽ có cho mình một cái nhìn tổng quan hơn về các bệnh lý lành tính túi mật cũng như phác đồ điều trị các bệnh lý này. Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi số phát sóng, chúng tôi đều có các câu hỏi trò chơi để quý vị có thể tham gia trả lời câu hỏi và nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình. Trong số livestream ngày hôm nay, chúng ta sẽ có 3 câu hỏi. Và trước khi bước vào phần tư vấn trực tiếp cùng bác sĩ, thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Bệnh nhân polyp túi mật có thể xuất hiện các triệu chứng nào dưới đây? A. Đau tức nhẹ hạ sườn phải. B. Buồn nôn. C. Khó tiêu. Và D. Tất cả các triệu chứng trên. Quý vị hãy nhanh tay bình luận ngay dưới sóng livestream vì khán giả có câu trả lời nhanh và chính xác nhất, đồng thời thực hiện đủ các bước like và share livestream của chương trình sẽ nhận được phần quà hấp dẫn từ chương trình ạ. Và tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ đến với phần tư vấn trực tuyến cùng thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thành Phúc. Vâng, thưa bác sĩ, có một vị khán giả đã đặt câu hỏi cho bác sĩ như sau. Vợ tôi năm nay đã 30 tuổi. Vừa rồi, sau khi đi khám sức khỏe định kỳ ở công ty thì phát hiện polyp túi mật kích thước 20mm. Hiện tại không có triệu chứng gì. Xin hỏi trường hợp vợ tôi có cần phải phẫu thuật hay không ạ? Mời bác sĩ tư vấn cho trường hợp này. Cảm ơn MC. Cảm ơn câu hỏi của quý khán giả. Như vậy thì nếu câu hỏi thì vợ của bạn là tình cờ phát hiện được là polyp túi mật là 20mm. Như vậy thì như tôi đã trình bày ở trên, thì đối với những trường hợp mà polyp
kích thước lớn mà trên 10 mm, như vậy đó là những trường hợp polyp nó có nguy cơ gây ung thư. Như vậy thì nó chính vì như vậy nên đối với những polyp này thì người ta khuyên là chúng ta nên khám điều trị và có chỉ định hoặc phẫu thuật cắt túi mật. Tuy nhiên thì đối với trường hợp của bạn thì khuyên bạn nên đến với chúng tôi để chúng tôi khám và tư vấn kỹ càng hơn nữa và để có những lời khuyên hữu ích hơn nữa trước khi là chúng ta có chỉ định phẫu thuật cắt túi mật. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Vị khán giả vừa rồi đã nghe rõ câu trả lời của bác sĩ rồi đúng không ạ? Thì bạn hãy nhanh chóng đến với Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế để có thể gặp trực tiếp các bác sĩ ở đây để được tư vấn một cách chính xác nhất trước khi có chỉ định phẫu thuật ạ. Dạ vâng bác sĩ, có một vị khán giả nữa đã gửi câu hỏi về cho chương trình là tôi năm nay 48 tuổi, cách đây một tháng có đi khám tổng quát, siêu âm bụng phát hiện polyp túi mật kích thước 8 mm. Tôi phải làm gì và có cần thiết phải phẫu thuật hay không thưa bác sĩ? Vâng, cảm ơn câu hỏi của vị khán giả. Như vậy thì thông tin mà tôi nhận được thì nó chưa được đầy đủ. Chỉ có được là về tuổi, rồi có được về tuổi, rồi cũng như là về kích thước của polyp túi mật, đó là 8 mm, mà chưa biết đó là polyp dạng giả polyp, là dạng giả u hay là dạng u. Thì như vậy thì đối với trường hợp nếu như mà với độ tuổi của quý vị mà kèm theo không có các yếu tố nguy cơ mà polyp mà dạng 8 mm, như vậy thì đối với trường hợp này nếu không có yếu tố nguy cơ thì chúng ta chỉ nên theo dõi định kỳ sau 6 tháng, sau 1 năm và hàng năm và theo dõi trong vòng 5 năm. Còn nếu như chúng ta có các yếu tố nguy cơ như là chúng ta có cái bệnh lý kèm theo viêm xơ đường mật nguyên phát, rồi chúng ta có polyp là polyp nó không cuốn và thành bao cái gồm cả thành nó dài trên 4 mm, thì đối với trường hợp này thì lại có chỉ định phẫu thuật. Chính vì như vậy nên là tôi muốn biết rõ thêm về thông tin thì để được tư vấn rõ ràng hơn. Thì như vậy thì tôi cũng khuyên bạn nên đến các cơ sở y tế gần nhất để gặp các bác sĩ chuyên khoa để tư vấn cụ thể cho bạn. Cảm ơn bạn. Vâng, mà vị khán giả vừa rồi thân mến, những thông tin mà bạn cung cấp cho chương trình ngày hôm nay vẫn chưa đủ để có kết luận chính xác nhất, thì chúng tôi khuyên bạn hãy đến cơ sở y tế gần nhất để có thể được bác sĩ tư vấn trực tiếp ạ. Dạ vâng, bác sĩ, một vị khán giả có tên là Nhã Uyên thì đặt câu hỏi cho bác sĩ là hiện nay bạn đã được 36 tuổi, vừa rồi tình cờ phát hiện có đa polyp túi mật, kích thước polyp lớn nhất 5 mm, còn lại là 1 đến 3 mm. Bạn không có dấu hiệu triệu chứng gì cả, không có bệnh lý gì, bạn rất lo lắng, không biết có nguy cơ ác tính về sau hay không, thì xin bác sĩ và chương trình có thể giải đáp cho bạn ạ. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chương trình. Thì như vậy thì đối với trường hợp mà bạn có đa polyp túi mật, có nghĩa là có nhiều polyp ở bên trong lòng túi mật, thì đối với trường hợp đa polyp túi mật thì hiện nay người ta chỉ quan tâm đến với là polyp lớn nhất. Thì như vậy thì theo như thông tin bạn gửi đến chương trình thì polyp lớn nhất là 5 mm. Như vậy thì đối với trường hợp này thì chúng ta chỉ cần theo dõi trong vòng cách 1 năm, rồi 3 năm, rồi 5 năm. Cảm ơn bạn. Vâng, bạn Nhãn Uyên thân mến, bạn đừng quá lo lắng nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một câu hỏi của một vị khán giả. Năm nay đã được 70 tuổi, hiện đang điều trị đái tháo đường. Chương trình cho bạn có hai câu hỏi là muốn biết có bị polyp túi mật hay không thì nên đi khám ở đâu? Và phẫu thuật cắt túi mật nội soi có ảnh hưởng sức khỏe về sau hay không ạ? Xin mời bác sĩ ạ. Cảm ơn câu hỏi của bác. Năm nay đã 70 tuổi rồi và cũng đang điều trị bệnh lý đái tháo đường. Thì như vậy thì như lúc này là tôi đã trình bày ở trên, thì nguy cơ đối với sỏi túi mật, polyp túi mật đối với những trường hợp mà bệnh lý đái tháo đường là có. Chính vì như vậy thì cái thắc mắc của bác nó là phù hợp. Thì như vậy thì để mà biết được là mình có bị polyp hay không thì chúng ta cần đó là đi khám và các cơ sở y tế, mà chúng ta cần phải được ít nhất là phải làm cái xét nghiệm đó là siêu âm bụng để kiểm tra, để đánh giá polyp hình dạng, kích thước như thế nào. Và còn câu hỏi thứ hai của bác đó là như vậy thì phẫu thuật mà nội soi cắt túi mật thì nó có nguy hiểm gì không? Như vậy thì về phẫu thuật nội soi cắt túi mật thì hiện nay là nó an toàn, hiệu quả,
đặc biệt là khi chúng ta đến các cái trung tâm nội soi uy tín và lớn để các bậc phẫu thuật viên có kinh nghiệm. Thế như vậy thì phẫu thuật nội soi nó an toàn, nó hiệu quả, tính thẩm mỹ nó cao và sau phẫu thuật thì như vậy bệnh nhân hồi phục sớm. Tuy nhiên thì có một số các cái vấn đề nó liên quan sau khi chúng ta phẫu thuật nội soi cắt túi mật, đó là bệnh nhân có các cái rối loạn về tiêu hóa, ví dụ như đi chảy, hoặc là các cái rối loạn về chuyển hóa, hoặc là có những cái ảnh hưởng về các có nguy cơ mà các cái bệnh lý khác về đường tiêu hóa. Tuy nhiên thì những cái trường hợp này nó là rất thấp và ít gặp, và như vậy thì phần lớn thì nó an toàn và nó hiệu quả, và những cái ảnh hưởng này thì cũng cần phải chứng minh thêm chứ chưa được rõ ràng. Như vậy thì bác yên tâm, và đi khám đúng nơi đúng chỗ và an tâm khi mà yên tâm khi mà được chỉ định phẫu thuật, bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt túi mật cho bác. Cảm ơn bác. Dạ vâng, xin cảm ơn câu trả lời của bác sĩ ạ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần giải đáp đáp án của câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau: bệnh polyp túi mật có thể xuất hiện các triệu chứng nào dưới đây? Và đáp án chính xác chính là đáp án D, tất cả các triệu chứng trên. Và xin được chúc mừng vị khán giả may mắn có tên là Mai Lê đã may mắn nhận được phần quà của chương trình ngày hôm nay ạ. Một lần nữa xin được chúc mừng bạn Mai Lê. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai có nội dung như sau: trong quá trình theo dõi bệnh nhân polyp túi mật, trường hợp nào sau đây có chỉ định phẫu thuật cắt túi mật? A. Kích thước polyp túi mật tăng lớn hơn hoặc bằng 2mm so với lần trước. B. Polyp túi mật kích thước 10mm. C. Polyp túi mật đã biến mất. Và D. Câu A và B đều đúng. Mời quý vị hãy bình luận ngay dưới sóng livestream. Và một lần nữa, vị khán giả may mắn nhận được phần quà của chương trình sẽ là vị khán giả có câu trả lời nhanh và chính xác nhất, đồng thời thực hiện đủ hai yêu cầu đã like và share livestream của chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần tư vấn trực tuyến cùng thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thành Phúc. Thưa bác sĩ, có một khán giả đặt câu hỏi là: hôm vừa rồi tôi có đi khám phòng khám tư, phát hiện túi mật có polyp cholesterol kích thước 12mm. Trường hợp này có chỉ định phẫu thuật không, thưa bác sĩ? Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Như vậy thì đối với polyp túi mật mà cholesterol như vậy nó thuộc vào nhóm đó là giả polyp. Thì đối với trường hợp polyp này nó lành tính và nó không có khả năng gây ung thư. Chính vì vậy thì chúng ta không đặt vấn đề về chuyện phẫu thuật đối với những polyp này. Và thường những cái polyp này thì kích thước nó dưới 10mm. Theo như bạn mô tả thì như vậy thì kết quả siêu âm của bạn đó là polyp nó kích thước 12mm. Như vậy thì trường hợp này thì tôi khuyên là bạn nên đến để chúng tôi kiểm tra lại cho bạn, và sau đó sẽ có những lịch hẹn để cho bạn theo dõi về sau. Cảm ơn bạn. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Một vị khán giả có tên là Trúc Anh đặt câu hỏi: tôi nghe nói trên thị trường có thuốc uống để làm tan sỏi mật, xin bác sĩ cho biết có nên dùng hay không và hiệu quả như thế nào ạ? Xin mời bác sĩ trả lời bạn ạ. Vâng, cảm ơn MC. Cảm ơn bạn. Như vậy thì đối với sỏi túi mật thì chúng ta sử dụng các cái loại thuốc thì như lúc này tôi đã trình bày. Thì đối với điều trị sỏi túi mật thì chúng ta có cái nhóm đó là nhóm không phẫu thuật. Thì đối với cái nhóm không phẫu thuật này, đó là cái nhóm mà chúng ta có thể sử dụng các cái loại thuốc làm tan sỏi mật. Thì hiện nay trên thị trường thì chúng ta có hai thương sử dụng, đó là quinolidone và eusodion. Thì đây là các loại axit mật nó làm hại các cái cholesterol, nó giảm các cái sỏi cholesterol, tăng lưu lượng mật. Tuy nhiên thì nó có hiệu quả đối với các cái polyp nó kích thước nó nhỏ, polyp mà cholesterol. Còn là những các cái polyp mà về polyp như canxi hay polyp sắc tố mật thì như vậy thì nó lại không có hiệu quả đối với các polyp này. Và cái trường hợp này thì nếu như mà bạn thuộc vào nhóm mà không phẫu thuật thì như vậy mà thì bạn có thể sử dụng nó để điều trị. Tuy nhiên thì nó sự thời gian điều trị liệu trình của nó thì có thể kéo dài, và khi mà bạn ngưng thuốc thì bạn có nguy cơ bị tái phát sỏi trở lại. Còn nếu như bạn rơi vào nhóm mà không phẫu thuật nhưng mà vì lý do mà như là bạn chưa sẵn sàng để phẫu thuật mà bác sĩ đã có chỉ định rồi thì tôi khuyên bạn nên đến để mà được bác sĩ tư vấn và phẫu thuật cắt túi mật cho bạn. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Hy vọng là bạn Trúc Anh đã có thể hiểu rõ về các loại thuốc uống để làm tan sỏi mật hiện có trên thị trường.
Vâng, thưa bác sĩ, một vị khán giả đã 46 tuổi được chẩn đoán là sỏi túi mật, nhiều viên, viên lớn nhất là 20 mm, thỉnh thoảng đau hạ sườn phải, cảm giác chán ăn, hiện tại một mặt rất lo lắng, một mặt lại sợ phải can thiệp phẫu thuật. Tình cờ lên mạng hỏi thì bạn thấy thông tin châm cứu và uống thuốc đông y có thể điều trị sỏi túi mật. Ý kiến của bác sĩ như thế nào về vấn đề này ạ? Như vậy thì bạn khán giả là biết rất là rõ về tình trạng bệnh của mình. Như vậy có thể là bạn đã được khám và tư vấn là đối tình trạng tình trạng của bạn thì cần phải phẫu thuật vì polyp vai sỏi túi mật kích thước là lớn 20 mm và kèm thêm là đã có triệu chứng rồi. Cái này thì chúng ta không phải bàn cãi về chỉ định phẫu thuật túi mật nữa. Tuy nhiên thì bạn lại rất là lo lắng. Như vậy thì chúng ta sẽ rơi vào cái nhóm đó là cái nhóm mà không phẫu thuật đối với điều trị sỏi túi mật. Thì như vậy thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại thuốc hoặc các cái phương pháp để hỗ trợ. Thì về phương pháp về chấm cứu thì như vậy thì hiện nay thì người ta có thể sử dụng chấm cứu. Chấm cứu nó sẽ giúp giảm một số các cái triệu chứng của sỏi túi mật. Như vậy thì nó sẽ giảm đau, giảm đau căng tức khó chịu cho bệnh nhân, nó sẽ làm giảm co thắt. Rồi ngoài ra thì nó giúp phục hồi lại được chức năng của mật. Như vậy thì nó cũng có hữu ích đối với trường hợp của bạn. Mà ngoài ra thì một số nghiên cứu thì người ta nói rằng thì có báo cáo đó là người ta điều trị sỏi túi mật là bằng chấm cứu. Tuy nhiên thì vấn đề này thì chúng ta cần phải nghiên cứu thêm vì chúng ta có các cái loại sỏi khác nhau, sỏi về cholesterol, sỏi về sắc tố mật hay là chúng ta chọn sỏi về canxi chẳng hạn, ví dụ như vậy. Như vậy thì nó có rất là nhiều loại nên chúng ta cần phải nghiên cứu và đánh giá thêm. Còn về các cái loại thuốc đông y như vậy thì nó cũng tương tự như lúc này tôi nói hai loại thuốc của Tây y đó là Kenodion và Usodion. Thì những loại thuốc của đến đông y thì nó cũng có tác dụng, nó làm tăng một số loại sỏi túi mật, rồi nó cũng làm lợi cho mật. Như vậy thì nó cũng tốt đối với bạn trường hợp mà chúng ta chưa thể phẫu thuật được. Tuy nhiên thì lời khuyên của tôi, nếu như bạn đủ điều kiện để phẫu thuật thì chúng ta nên đến để phẫu thuật. Vì như vậy thì để nó tránh các cái biến chứng về sau và tránh nguy cơ nó tái phát sỏi trở lại. Cảm ơn bạn. Vâng, hy vọng câu trả lời của bác sĩ đã có thể giải đáp được các thắc mắc của vị khán giả vừa rồi ạ. Thưa bác sĩ, có một vị khán giả đến từ Quảng Bình, năm nay 54 tuổi, sau khi đi khám tổng quát phát hiện có vài viên sỏi túi mật kích thước 3-5 mm, kèm polyp túi mật 15 mm. Bạn không đau hay không có dấu hiệu gì cả. Xin bác sĩ hãy cho biết trường hợp của bạn thì cần phải làm gì tiếp theo ạ? Vâng, đối với trường hợp này thì chúng ta có gặp chỉ định nói về phẫu thuật. Như vậy thì bác ở Quảng Bình, như vậy thì bạn nên đến gặp cơ sở y tế gần nhất để gặp các bậc chuyên khoa để tư vấn và điều trị. Và cái trường hợp này thì có khả năng là chúng ta phải phẫu thuật cắt túi mật. Cảm ơn bạn. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của bác sĩ. Thì tiếp tục chúng ta sẽ đến với lại phần giải đáp câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Trong quá trình theo dõi bệnh nhân polyp túi mật, trường hợp nào sau đây có chỉ định phẫu thuật cắt túi mật? A. Kích thước polyp túi mật tăng lớn hơn hoặc bằng 2 mm so với lần trước. B. Polyp túi mật kích thước 10 mm. C. Polyp túi mật đã biến mất. D. Câu A và B đều đúng. Thì đáp án chính xác của câu hỏi này chính là đáp án D. Cả A và B đều đúng. Xin chúc mừng vị khán giả có tên Bùi Thị Tố Như đã là vị khán giả tiếp theo may mắn nhận được phần quà từ chương trình. Và chúng ta sẽ bước sang câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Câu hỏi có nội dung như sau. Sỏi túi mật có thể gây ra các biến chứng nào sau đây? A. Viêm túi mật cấp. B. Viêm tụy cấp do sỏi. C. Nhiễm khủng huyết. Và D. Tất cả các câu trên đều đúng. Mọi người hãy nhanh tay bình luận ngay dưới sóng livestream để có cơ hội nhận được phần quà từ chương trình nhé. Và chúng ta sẽ quay lại với phần tư vấn trực tuyến cùng bác sĩ Nguyễn Thành Phúc. Thưa bác sĩ, có một vị khán giả ở Phú Vang hỏi rằng, năm nay tôi 52 tuổi, làm nghề cá hay đi biển dài ngày. Vừa rồi tôi có đi siêu âm bụng tổng quát, có thấy sỏi túi mật 17 mm kèm theo nhiều polyp ở túi mật. Một số người nói sỏi và polyp gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm và ung thư nếu không điều trị sớm. Tôi rất hoang mang. Xin bác sĩ cho tôi biết trường hợp của tôi thì cần phải làm gì ạ? Vâng, cảm ơn vị khán giả đến từ Phú Vang.
Như vậy thì điều bạn quý anh lo lắng thì nó cũng phù hợp thôi. Vì như vậy thì chúng ta làm nghề cá, chúng ta đi biển dài ngày. Như vậy thì nếu như mà xảy ra các cái biến chứng của bệnh lý của thủy mập, như vậy thì cũng rất là nguy hiểm. Mà vì ngay xung quanh ta chỉ là biển mà thôi. Thì như vậy thì trường hợp của anh hỏi thì như vậy thì chúng ta có chọi kích thước 17 mm. Như vậy thì đó chúng ta có cái chỉ định về mặt phẫu thuật. Như vậy thì tuy nhiên thì chúng ta cần phải thăm khám rồi để làm thêm các cái xét nghiệm để chúng ta tìm các cái bệnh lý khác có thể kèm theo và có thể xác định các cái biến chứng kèm theo. Còn về anh đừng lo lắng quá, vì như vậy thì như tôi đã nói thì những trường hợp mà polyp thủy mập thì đa số là nó là lành tính và nó không gây ung thư, chỉ có một số ít thì nó mới diễn biến thành ung thư. Còn lại đối với sỏi thủy mập cũng vậy. Như vậy thì sỏi thủy mập thì chúng ta tỷ lệ nó cũng phải là cao, tất cả sỏi đều gây ung thư cả. Tuy nhiên thì những cái tai biến biến chứng nó cũng có thể xảy ra nếu như chúng ta không kịp thời phát hiện và điều trị nó. Như vậy thì chúng ta biết được nó thì chúng ta yên tâm và chúng ta điều trị. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thì bác sĩ hãy cho em hỏi là các túi sỏi túi mật bằng phương pháp nội soi thì có thời gian điều trị bao lâu thì có thể xuất viện ạ? Cảm ơn câu hỏi của quý khán giả. Như vậy thì khi mà chúng ta được chỉ định phẫu thuật cắt túi mật nội soi, thì như vậy thì chúng ta đã được tiếp cận một kỹ thuật mà an toàn và hiệu quả. Thời gian phẫu thuật thì nó nhanh và như vậy thì chúng ta thời gian phục hồi nó cũng nhanh. Như vậy thì sau tầm khoảng 2 đến 3 ngày, như vậy thì thường thì tại cơ sở điều trị của chúng tôi thì bệnh nhân sau phẫu thuật cắt túi mật nội soi thì tầm khoảng 2 đến 3 ngày thì có thể xuất viện được rồi. Cảm ơn bạn. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Một vị khán giả có tên là Hùng Trần đã đặt câu hỏi: tôi đã mổ điều trị sỏi túi mật được 6 tháng, như vậy tôi có nguy cơ tái phát sỏi mật hay không ạ? Thưa bác sĩ. Cảm ơn bạn Hùng Trần đã đưa ra câu hỏi rất là thú vị. Như vậy thì mà mổ sỏi túi mật thì có nguy cơ gây sỏi mật hay không? Như vậy thì chúng ta cần phải xác định rõ một điều, đó là sỏi túi mật và sỏi mật nó khác nhau như thế nào. Đó là sỏi túi mật là sỏi nó nằm ở bên trong lòng của túi mật. Còn sỏi mật này thì thường thì người ta sử dụng đó là nói chung, đó là có thể sỏi nằm ở trong gan, sỏi nằm ngoài gan, có thể nằm ở ống gan hoặc là nằm ở ống mật chủ. Thì đối với trường hợp của bạn thì đã được phẫu thuật cắt túi mật rồi. Như vậy thì không có khả năng tái phát nữa, vì chúng ta đã cắt túi mật rồi nên có khả năng tái phát sỏi ở túi mật nữa. Tuy nhiên bạn vẫn có nguy cơ mắc sỏi các đường mật ở trong gan, có thể mắc sỏi ở ống mật chủ hoặc là ở ống gan. Cảm ơn bạn. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ, có một vị khán giả có tên là Minh Huỳnh Thế đã đặt câu hỏi ngay dưới sóng livestream là: bác sĩ hãy cho em hỏi sau khi cắt túi mật thì cần kiêng ăn loại thực phẩm nào không ạ? Xin mời bác sĩ ạ. Đây là một cái vấn đề mà thường bệnh nhân rất là lo lắng khi mà sau khi được bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt túi mật nội soi. Và sau khi phẫu thuật như vậy thì nên ăn những gì? Như vậy thì thực chất thì sau khi phẫu thuật cắt túi mật nội soi thì chúng ta cũng không nên hạn chế kiêng khem gì nhiều cả. Tuy nhiên thì trong thời gian đầu thì chúng ta nên ăn một cách là lành mạnh, ăn đúng bữa, chúng ta ăn các cái thức ăn có lợi cho sức khỏe. Như chúng ta ăn về ngũ cốc, rồi trái cây, củ quả, rồi chúng ta hạn chế cả thức ăn giàu các chất béo, các thức ăn giàu cholesterol như là lòng đỏ trứng, phô mai hay là nội tạng của động vật. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Hy vọng là qua câu trả lời của bác sĩ thì bạn có thể có cho mình được một chế độ ăn hợp lý sau khi cắt túi mật ạ. Dạ vâng, thưa bác sĩ, một vị khán giả đã đặt câu hỏi là: năm nay bạn 43 tuổi, tôi cần phải làm gì để không bị sỏi túi mật ạ? Mời bác sĩ ạ. Vâng, như vậy thì sỏi túi mật thì như chúng ta đã biết thì nó không có, người ta chưa tìm ra rõ được nguyên nhân gây nên sỏi túi mật. Tuy nhiên thì người ta thấy rằng có những cái yếu tố nguy cơ nó gây nên sỏi túi mật. Như vậy thì chúng ta tránh càng nhiều các yếu tố nguy cơ thì chúng ta thì giảm thiểu mắc sỏi túi mật. Ví dụ như về chế độ ăn uống. Như vậy thì như lúc nãy tôi đã nói là chúng ta phải ăn uống là một cách lành mạnh, điều độ, đúng bữa ăn, tránh bỏ bữa, tránh ăn nhanh. Chúng ta nên ăn các loại rau, củ quả, ngũ cốc, rồi ăn các loại dầu ô liu, dầu lạc,
rồi chúng ta tránh các cái thực phẩm mà nó giàu chất béo không có lợi như là các sữa hoặc là các chế phẩm của sữa, ăn các thức ăn chiên rán, các loại thức ăn nhanh, nên ăn nhiều chất xơ. Ngoài ra thì như vậy thì chúng ta cần phải có một chế độ tập luyện thích hợp. Người ta khuyên rằng là chúng ta nên tập thể dục đều đặn 30 phút mỗi ngày và 5 ngày trong một tuần. Ngoài ra nữa thì chúng ta trường hợp ví dụ chúng ta ăn kiêng và chúng ta muốn giảm cân chẳng hạn, thì như vậy thì chúng ta tránh giảm cân nhanh chóng một cách đột ngột trong thời gian ngắn, vì như vậy thì nó sẽ nguy cơ nó hình thành đến sỏi. Và người ta khuyên rằng, các chuyên gia khuyên rằng như vậy thì chúng ta nên giảm cân theo mức đó là từ 0,5 cho đến 1 kg trên một tuần. Ngoài ra nữa thì như vậy thì chúng ta nên duy trì cân đối cái trọng lượng cơ thể, đừng béo quá và cũng đừng có gầy quá. Và thêm nữa đó là nếu như chúng ta có các cái bệnh lý về gan mật thì nên theo dõi và điều trị. Ngoài ra thì chúng ta còn có về ở Việt Nam hay là vùng Á Đông chúng ta, như vậy thì nguy cơ về nhiễm ký sinh trùng, như vậy thì chúng ta cần phải tẩy nhuộm sáng thường xuyên. Và đối với một số trường hợp thì chúng ta sử dụng thuốc như là thuốc giảm mỡ máu, hoặc là đối với phụ nữ chúng ta dùng các cái loại thuốc tránh thai có chứa nồng độ estrogen cao, như vậy thì những trường hợp đó nó đều có nguy cơ gây nên sỏi thực mật. Chính vì vậy thì tôi khuyên bạn là chúng ta nên giảm các cái nguy cơ gây sỏi thực mật chừng nào thì tốt chừng đó. Cảm ơn bạn. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Hy vọng là qua câu trả lời của bác sĩ sẽ khiến cho bạn có thêm được các hiểu biết về các biện pháp dự phòng sỏi túi mật. Thưa bác sĩ, có một bạn khán giả tên là Ánh Nguyệt thì bạn hỏi là chị tôi năm nay 28 tuổi vừa mới cắt mật túi mật nội soi được 3 ngày. Vậy cho tôi hỏi thì bao lâu có thể cắt chỉ được và vết mổ có để lại sẹo xấu hay không ạ? Xin mời bác sĩ ạ. Vâng, như vậy thì hiện nay thì ngoài việc mà chúng ta điều trị bệnh thì như vậy thì còn khỏi bệnh thì còn quan tâm đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Như vậy thì câu hỏi của bạn này rất là thiết thực và nhiều khán giả quý vị rất là bệnh nhân rất là quan tâm khi sau khi phẫu thuật. Thì khi mà chúng ta nghe đến phẫu thuật, nghe đến mổ xẻ trên cơ thể người thì như vậy thì chúng ta nghĩ là sẽ là các cái vết sẹo nó dai nó xấu và như vậy thì nó ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ rất là cao. Tuy nhiên thì đối với phẫu thuật cắt túi mật nội soi thì như lúc nãy tôi đã trình bày thì tại khoa ngoại tiêu hóa bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế thì chúng tôi chính phương pháp đó là phẫu thuật nội soi cắt túi mật mà với đường rạch nhỏ. Thường thì chúng tôi sử dụng 3 cái đường rạch nhỏ trên bụng của bệnh nhân, như vậy thì vết mổ nó sẽ mau lành và nó liền sẹo tốt. Và một các cái bệnh nhân mà chúng tôi theo dõi như vậy thì sau tái khám 6 tháng 1 năm 2 năm như vậy thì họ chúng tôi không thấy được vết sẹo mổ ở trên một bệnh nhân nữa. Như vậy thì về tính chất thẩm mỹ thì đảm bảo bạn yên tâm. Và thêm một cái nữa đó là về cắt chỉ, như vậy thì chúng ta các cái vết mổ nó nhỏ, như vậy thì chỉ có được 2-3 sợi chỉ ở trên cơ thể bệnh nhân thôi. Như vậy thì chúng ta yên tâm. Cái này thì chúng ta chỉ thường thì cắt sau khoảng 5-7 ngày, như vậy thì chúng ta có thể cắt chỉ được rồi. Nên là bạn và chị bạn là nên yên tâm với cái kỹ thuật phẫu thuật nội soi, nó an toàn và nó hiệu quả cho bệnh nhân. Cảm ơn bạn. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của bác sĩ ạ. Thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trả lời cho công bố đáp án của câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau: sỏi túi mật có thể gây ra các biến chứng nào sau đây? A. Viêm túi mật cấp. B. Viêm tụy cấp do sỏi. C. Nhiễm khủng huyết. D. Tất cả các câu trên đều đúng. Và đáp án chính xác chính là đáp án D, tất cả các câu trên đều đúng. Và vị khán giả may mắn thứ ba của chương trình ngày hôm nay chính là vị khán giả có tên Nguyễn Thị Hằng. Một lần nữa xin được chúc mừng vị khán giả đã nhận được phần quà từ chương trình ạ. Thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã đồng hành cùng nhau một tiếng đồng hồ chương trình ngày hôm nay. Do thời lượng chương trình còn có hạn nên những câu hỏi mà chưa được bác sĩ trả lời ngay trên sóng trực tiếp sẽ được bác sĩ bình luận ngay dưới phần bình luận của chương trình ạ. Thưa bác sĩ, để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì mời bác sĩ có thể đưa ra một vài câu tổng kết cũng như là những lời khuyên dành cho quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Cảm ơn MC Thanh Thúy, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình tư vấn của ngày hôm nay. Như vậy thì hôm nay thì chúng ta nói đến các bệnh lý lành tính của túi mật.
Và lời khuyên của tôi thì dành cho quý vị như vậy thì đó là chúng ta nên thực hiện chế độ ăn uống, sinh hoạt có khoa học. Chúng ta nên kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc là các cái dấu hiệu khi có các dấu hiệu bất thường. Và chúng ta nên đến khám các cái bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn, khám và điều trị. Xin cảm ơn ạ. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Hy vọng qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị đã có cho mình thêm thật nhiều kiến thức bổ ích để có thể cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Xin cảm ơn thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Phúc đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay để mang đến cho quý vị một chủ đề hết sức thú vị. Và xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, quý vị đừng quên chương trình được phát sóng trực tiếp vào 15 giờ mỗi thứ sáu hàng tuần trên fanpage Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.